Chị Thư không có cho tụi mình thể hiện tình cảm như vậy nữa. Phải có cách nào tốt hơn chứ nhỉ? Cách gì bây giờ? Em có cách này. Bây giờ tụi mình giả bộ như là cơm không lành, canh không ngọt. Tụi mình cãi lộn y xèo đùng luôn. Để cho chị Thư nghĩ là tụi mình không còn quan hệ tình cảm gì hết. Được 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 được. Hay không, Ok hay ok. không? Được được được. Thư tới, sẵn sàng chưa? Anh đã sẵn sàng cứu với cuộc tình bọn mình. Sao mà anh vô dụng quá vậy hả? Vô dụng á? Tôi mà vô dụng á? Này, cô mới là cái đồ vô dụng ấy. Cô cứ phải hạ thấp tôi, cô mới ăn ngon ngủ yên được à? Hả? Hả? Má, anh nói cái gì vậy? Anh đang biến. Anh đúng là cái đồ hai mặt. Tôi hai mặt á? Cô thử nhìn vào gương ấy. Cô là cái gì? Cô là cái thứ gì? Cô cay à? Cô tức à? Tôi mà hai mặt á, cô là con điên dở hơi. Khoa cái gì mà khoa? Khoa cái gì? Khoa cái gì? Tôi mà hai mặt nhá, cô là cái đồ hai lưng. Nhá. Ê, hai đứa làm sao vậy? Em chả làm sao. Nó hơi gì là nó xảy ra nó chửi em. Thế con á, làm việc đã dở, lại còn hay ăn vạ em nữa. Khoa, như vậy là quá đáng. Em đâu có cần phải lớn tiếng như vậy đâu. Lớn tiếng á? Em chả thấy em lớn tiếng với ai cả. Ai? Ở đây có ai phải lớn tiếng? Chả có ai cả. Ăn chay nhiều quá thiếu muối iốt thế là ngu ngốc à? Đúng rồi, chạy về khóc đây. Thành con nó toét. Ai, Hoa. Sao? Suy nghĩ lại những cái gì mình đang nói, chị thấy như vậy là không chấp nhận được. Mình là đàn ông. Đàn ông nha. Chị em thấy nãy diễn xuất sắc không? Thế này. Cậu cứ đụng cái tấm lưng của tôi. Mà làm sao? Cậu cứ lại gần con điên vừa làm dở và ăn vạ giống như tôi. Ôi. Tôi hai mặt. Đừng bao giờ nói chuyện với được một đứa theo ý ở giống như tôi. Nhưng mà anh chỉ làm những gì em bảo thôi mà.